Bài này thì em ấn tượng nhất là 99% suy nghĩ của chúng ta là vay mượn và không thực sự là hữu ích cho chính mình. Mình cần phải luôn xem xét, mình tỉnh thức, nhận ra được suy nghĩ cũ, cảm giác cũ để mình thay đổi, mình điều chỉnh và mình lắng nghe bên trong của mình để mình thực sự là chính là con người đích thực của mình. Chúng ta cùng làm rõ cái ý 99% suy nghĩ của chúng ta là vay mượn này. Khi chúng ta mới sinh ra, mọi cái kiến thức, mọi hiểu biết của vũ trụ này đã nằm ở bên trong chúng ta, nhưng nó không lộ diện. Giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời, chúng ta tự nhiên bộc lộ những nét hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo của bản thể. Nhưng mà mọi người lại không nhìn thấy cái đó là trí khôn. Mọi người nhìn cái đó theo kiểu là con nít biết gì. Cha mẹ, xã hội, những người xung quanh chúng ta có một cái suy nghĩ khác. Người có trí tuệ là người phải hiểu biết ABCD, chứ không phải là bộc lộ cái bản thể của mình một cách hồn nhiên, một cách tinh khôi, một cách độc đáo. Thế là chúng ta đang ở cái phiên bản rất tuyệt vời của mình. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục duy trì và phát triển cái phiên bản đó. Chúng ta được đào tạo, chúng ta được lập trình theo phiên bản của cha mẹ, của gia đình, của xã hội. Đó là phiên bản của bản ngã đó. Từ cái bản thể, chúng ta được lập trình trở thành bản ngã theo tất cả những sự hiểu biết của những người bên ngoài, của môi trường sống. Việc tiếp nhận những thứ từ bên ngoài, nó cũng hình thành nên một sự hiểu biết nhất định. Với cái hiểu biết đích thực của chúng ta bên trong, chúng ta cũng có một cái luồng hiểu biết nữa tồn tại. Thế là chúng ta ở giữa cái luồng hiểu biết của bản ngã và cái luồng hiểu biết của bản thể. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cái gì trong cái bối cảnh bên trong chúng ta vừa tồn tại bản thể, vừa tồn tại bản ngã và vừa có hiểu biết của hai cái hình thức sự sống đó. Nó bắt đầu tạo ra sự đa dạng trong suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta luôn có cái sự xem xét vấn đề một cách vô thức giữa hai cái luồng hiểu biết đó. Nên cái khoảng cách chỗ đó người ta gọi là đêm tối trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta không kích hoạt cái phần bản thể của mình lên thì chúng ta sẽ lượn lờ trong cái màn đêm đó, chạy qua chạy lại giữa bản thể, bản ngã, và nó tạo ra một cuộc sống rất xáo trộn, một cuộc sống nhiều đau khổ. Khi chúng ta có hiểu biết, chúng ta mới bắt đầu định cái năng lượng của mình lại, hướng cái tâm trí của mình vào đúng cái phần gốc rễ, thì tự khắc tất cả những giải pháp, tất cả những điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống này sẽ có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài theo đúng cách sự sống được thiết kế, được vận hành.